Vào đời vua Hùng thứ 18, vua có một người con gái tên là Mị Nương, nhan sắc đẹp tuyệt trần. Mị Nương đã đến tuổi lấy chồng, vua cha liền truyền tin kén rể khắp nhân gian, hòng tìm được cho Mị Nương một chàng phò mã tài đức vẹn toàn. Loa 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 loa, dân chúng nghe đây, dân chúng nghe đây. Vua Hùng tổ chức kén rể cho Mị Nương. Hôm nay ai cảm thấy mình đủ khả năng thì lập tức tham gia ngay. Số lượng có hạn, số lượng có hạn. Loa 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 loa. Này cái làm việc, mày đứng kiểu gì đấy? Người đi đứng kiểu gì vậy? Người mới đi đứng kiểu gì vậy? Người có biết ta là ai không hả? Nó xưng danh gì? Ta là Thủy Tinh đây. Có cái con ghi tên gì vậy? Đây chính là con Thần Long Thủy Mã của ta đó. Vậy thì ta cũng giới thiệu cho người luôn. Ta đây chính là Sơn Tiền. Còn cái con Thần Long Thủy Mã hạnh phúc nhà người. Sao mà so bì với Thần Long Sơn Mã nhà ta? Trời ơi, ta chưa bao giờ gặp cái con Thần Long Sơn Mã nào xấu như người á. Mày xấu, mày xấu, mày xấu, mày xấu, mày xấu, mày xấu, mày xấu. 2000 years later. Mày xấu, mày xấu. Trời, hai tầng đều xấu, tao mệt với nhà người quá. Đúng rồi, đi về ngủ thôi. Nhưng mà mày xấu. Loa loa loa, đã đến giờ hoàng đạo, mời các thần dân đến ứng tuyển làm phò mã. Là nhà ngươi hả? Nhìn quen quen. Sơn Tinh đúng không? Lại là ngươi hả? Còn ngươi là ai? Thủy Tinh này là ngươi sao? Không ngờ trái đất lại tròn như vậy. Một người như ngươi lại đi ứng tuyển làm phò mã. Nhà ngươi nói cái gì vậy? Chết tư! Các thần dân nghe đây, tình hình là đến ứng tuyển rất là đông. Có tới tận 2 người là có tới tận 2 người là thế là bây giờ ấy, mà muốn lấy được Mị Nương công chúa thì các ngươi phải làm theo những yêu cầu của nhà vua đề ra. Dù vào vòng đầu tiên luôn đi. Con là con móc lấy chồng lắm rồi á. Ok. Dạ. Nào, bây giờ bắt đầu vòng đầu tiên nhá. Dạ. Vòng đầu tiên là vòng thi sức mạnh. Hai người thể hiện đi. Dùng chân nhở. Mà từ từ, hai người giới thiệu về mình đi đã. Hai chàng giới thiệu về mình đi. Xin giới thiệu với công chúa và du đây. Ta là Thủy Tinh. Ta đã sống dưới biển được 100 năm rồi. Còn xin giới thiệu với công chúa xinh đẹp và vú đầy. Ta chính là Sơn Tiên. Ta đã sống ở trên núi đã 101 năm rồi. Vĩ chi hơn hắn 1 năm. Đó sao mà? Vậy hai chàng thể hiện trước mặt của mình đi. Tần nhìn mình theo dưới nữ tê. Người cũng lâu mới thắng được ta. Lên đi, lên đi. Cho nhờ cái bàn tí này. Bàn những nói hẳn hoi đó. Ta thích được dịch tế cái được không? Không, ta thích dịch tay. Phải được không? Cái gì mình tay trả vậy? Được luôn. Sức mạnh của vùng núi giao nguyên. Sức mạnh. Sức mạnh của cá mực. Ê, cá thu đâu rồi? Ê, cá mập luôn mẹ. Yeah. Ê, cá kênh đó. Nhà ngươi có 101 năm thôi mà hơn ta có 1 năm chứ nhiêu. Hơi giờ năm tất cả trời vậy đó. Công chúa vô cầu vũ đi chứ. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên.
Thôi, không nhặt tay nữa. Chuyến chăm một vai gặp chân đi xem thế nào. Ta sợ người hả? Đi, ta là chở gì mưa rồi. Ta sợ người hả? Cố lên. Hai người dừng lại đi. Thôi vòng thi này coi như hòa đi, chuyển sang vòng thi khác nhá. Bây giờ sẽ là vòng thi thứ hai. Vòng thi thứ hai mang tên tài năng. Và bây giờ ai có tài năng gì thì cứ thoải mái thể hiện đi. Bắt đầu. Không ai muốn gặp con gà trong người rừng ấy. Còn hơn người con cá đã xong xuống bơi lối cùng. Ta là sân tinh từ trên nhìn xuống, sinh ra chân để người ta cái thèm và muốn. Ta nắm sức mạnh của đầu sóng ngọn gió chứ không yếu kém như một đống bọn nó. Ta sẽ mua cho vùng con tàu hùng. Ta mua cho bị lương với lọc ương. Người thì cả ngày sinh sống cùng cô chung. Người nhưng mà cả ngày mới ở vườn. Núi non thành trì vững chắc sân chiếm lạc việc là bất khả thi. Biển đông do ta canh giữ định để quang trải sẽ mất cả chi. Đẹp trai và cao to này, ấy của cải thì không no này, ấy không phải ta thì ai vậy, ấy sân tích MTV đây. Sức mạnh của biển cả này, ấy dữ dội đầy biến hóa này, không phải ta thì ai vậy, xì đá thủy tinh đây. Dầu là biển sang là núi, dầu là biển sang là núi. Vòng này ai thắng ạ? Con thích ai hơn? Ta thắng chắc luôn. Thôi Du chọn thì nó dòng cuối cùng đi. Dòng này con khó chọn quá. Để dòng cuối cùng con chọn một thẻ nha. Chọn một thẻ. Thế được rồi. Thì bây giờ sẽ đến vòng cuối cùng nhá. Vòng cuối cùng là vòng thi lễ vật. Thì hai người về chuẩn bị lễ vật rồi dâng lên nhá. Đúng 12 giờ trưa nay nha các anh. Đúng rồi. 12 giờ. Để đúng 12 giờ trưa mang lễ vật đến đây nhá. Chú, mình cũng về đi. 12 giờ trưa rồi mình ra vậy. Úi trời ơi chú ơi. A few moments later. 12 giờ trưa. Ôi trời ơi. Chả thấy ai nhờ. Vô vô sao mọi người muộn quá à? 12 giờ đến nơi rồi. Thủy Tinh đây rồi. Lễ vật của Thủy Tinh đây hả? Lễ vật của ta. Sao Thủy Tinh đấy? Không có gì ngon bằng lễ vật trên núi cả. Ngươi sai rồi. Không có gì ngon bằng lễ vật dưới biển cả. Của ta ngon hơn. Của ta. Thôi, hai chàng nữa đây. Tiếp thử cho. Của ai ngon hơn không thì Tiếp biết hết rồi. Có gì thì chú công bố kết quả cho nha. Mình ăn đi chú. Về đợi kết quả đi nha. Mọi người đứng đây chờ một tí nha. Vú mình ăn luôn nha. Ăn luôn. Vú, con mượn cho vú này. Ngon không vú? Ngon không vú ơi? Ngon quá. Cái này là của anh Sơn Tinh à? Vú uống cho. Ngon đấy nhỉ? Ăn thử gói của không biết là tổng tay tổng người nhỉ? Đồ ăn trên núi ngon hơn cái hiện tượng đa rồi. Đồ ăn trên núi khô lắm. Còn hơn cái đồ ăn nhật nhạt cái biển như người ăn. Ngon. Quá hay chàng ạ. Trời, con uống nước luôn này. Còn món ta thì đói quá chứ. Thay là tôi bây giờ con nghĩ xem ai thắng mình công bố kết quả đi. Ok, đã có kết quả. Lại à? Lại công chúa.
chọn cho con đi. Ui, con tự chọn đi. Khó quá rồi. Thế này đi nhá. Mình sẽ nhờ những ai mà đang xem Kinh Dương Cô Nương ấy tuyển phẩu mã cho mình nha. Mọi người thích Thuận Tinh hơn hay là Sơn Tinh hơn thì hãy comment xuống dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Hello. Hắn hãy bình chọn cho Thủy Tinh mã số 01 nha. Cần Sơn Tinh mất rất công. 2.000.